Hết Quy Tắc xin chào quý khách hàng trên cả nước. Trên màn hình đây là một mẫu máy trà nhóm tròn một băng, mẫu máy đang được thị trường rất là ưa chuộng trong thời gian vừa qua, được Hết Quy Tắc thiết kế, gia công và sản xuất cung cấp ra ngoài thị trường. Đây, máy sử dụng để trà những sản phẩm thanh tròn, dạng tròn như thế này, đường kính từ 8 ly cho đến 80 ly, chiều dài tối thiểu 50 ly và tối đa thì không giới hạn 2m, 3m tùy theo liệu sản xuất tại nhà máy của quý khách hàng. Đây, thì máy được vận hành rất là đơn giản bằng hai công tắc, bật công tắc, khởi động công tắc. Khởi động công tắc thứ nhất, đó là motor đưa phôi hoạt động. Điểm ưu việt là gì? Motor đưa phôi được điều khiển bằng biến tần, cho phép chúng ta điều chỉnh cái tốc độ đưa phôi nhanh, chậm để quyết định được cái độ mịn, độ nhám đầu ra một cách linh hoạt bằng núm vàng, thay vì mình thay đổi tỷ lệ truyền như một số cái dòng máy có sẵn trên thị trường. Và công tắc thứ hai đó là công tắc bật nháp. Đây, sản phẩm đầu ra được trà như thế này, rất là mịn. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi hết video. Mọi thông tin cần thiết về sản phẩm có thể liên hệ với công ty qua số điện thoại hotline 0983 830 139. Xin trân trọng cảm ơn.